Công an huyện Gia Lộc vừa phát hiện nhà phân phối TT ở thị trấn Gia Lộc kinh doanh một số mặt hàng bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Nhiều bánh trung thu các loại được phát hiện tại cơ sở này có bao bì nhãn hiệu ghi chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa bao gồm hơn 430 bánh trung thu mini và gần 30 hộp bánh trung thu nhân chứng chảy. Hiện tất cả số hàng hóa trên đã được lực lượng chức năng thu giữ, đồng thời lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.